Chó thì khổ thì cơ chờ. Chia sẻ cho thầy đi. Úi, hai em học sinh đã làm thầy thất vọng rồi mà bây giờ các em cũng đỡ thầy thất vọng là sao vậy các em? Các em mệt thiệt, đỡ thầy nói mà nước miếng thầy phải nuốt lại. Ứng thì cười chứ. Đi ra đây bây giờ em, thầy quýnh em ngăn đi. Ngăn nè, em úp mặt vô đó cho thầy. Đây nè, em đứng ở đây nè, đó. Rồi em khum hai cái tay, bỏ hai cái tay xuống, đó. Thầy biết mong em rép rồi. Em sợ cái gì vậy ngon? Nè, giỏi. Rồi, nói chung là thầy thay á, thay cho em ngon á, nói chung. Em chi cũng không biết đứng vô. Khum cái đít bự ra. Thầy quýnh cho xẹp đít luôn. Là thầy quẹt nhiêu đó thôi, lỡ nó bành cái đít ra rồi, ngào xuống nó đau lắm các em ơi.